Hoài Sa và Thiền Hạnh thân ái kính chào quý vị. Quý vị đang đến với phần tin VTV Canada và sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Thiền Hạnh. Thưa quý vị, bản tin mở đầu cho biết một cụ ông 99 tuổi lái xe ngược đường và đụng chết người. Tin từ Michigan, theo những tin tức thông báo vào hôm thứ Hai ngày 12 tháng 2, một cụ ông 99 tuổi lái xe chạy ngược đường trên xa lộ ở tiểu bang Florida đã đụng chết hai thiếu nữ. Cụ ông bị thương và được đưa đến bệnh viện cấp cứu, sau đó đã chết ở bệnh viện. Cụ ông Walter Rodney ở thành phố Dearborn, tiểu bang Michigan đã lái chiếc xe RV, xe nhà lưu động vào lúc ban đêm, không bật đèn xe, đụng chết hai thiếu nữ, cô Santina Federica, 18 tuổi và cô Brittany Poindexter, 17 tuổi. Hai nạn nhân đang trên đường về nhà sau khi trượt băng ở cầu trường. Bản tin tiếp theo cho hay hai cựu chiến binh cắm trại trước bộ cựu chiến binh, đòi hỏi quyền lợi cho những cựu chiến sĩ. Thưa quý vị, bản tin từ Ottawa cho biết, vào hôm thứ Hai ngày 12 tháng 2, hai cựu chiến binh của quân lực Canada đã cắm trại bên ngoài cao ốc của cựu chiến binh ở thành phố Ottawa với mục đích đòi hỏi thêm những quyền lợi cho những cựu chiến sĩ. Hai cựu chiến binh là các ông Trevor Sanderson và Dick Root đã lái xe từ thành phố Winnipeg đến thủ đô Ottawa trong hôm thứ Sáu. Sau đó, họ dựng lều ở góc đường Wellington và Lyon Street gần cao ốc East and West Memorial. Hai ông Sanderson và Groot cho biết họ giận dữ vì nghe những lời phê bình của Thủ tướng Trudeau nói là những nhóm cựu chiến binh đã đưa chính quyền liên bang ra tòa vì họ muốn những quyền lợi nhiều hơn mà chính quyền liên bang có thể cung cấp. Trong tháng 12 năm ngoái, chính quyền của liên bang đã bỏ thêm 3,6 tỷ đô la để cung cấp thêm những tiện nghi và quyền lợi cho các cựu chiến binh. Thưa quý vị, thiếu tuyển thủ đội băng cầu Nam Hàn tuyển mộ 6 cầu thủ người Canadiens. Hai cầu thủ Eric Regan và Mike Squibb mà hai thập kỷ trước là những thủ quân đội băng cầu thiếu niên ở Canada, nhưng không được đại diện Canada tại Thế vận hội. Hiện nay họ có quốc tịch Nam Hàn và chơi cho đội tuyển quốc gia Nam Hàn tại Thế vận hội Pyeongchang. Các viên chức thể thao Nam Hàn tìm cách gây dựng những đội băng cầu nam nữ đại diện cho xứ này từ 7 năm trước, khi Nam Hàn được chọn cho tổ chức Thế vận hội mùa đông năm nay. Có đến 6 nam cầu thủ băng cầu gốc Canada được Nam Hàn cho vào quốc tịch và đại diện cho xứ này trong cuộc tranh tài Thế vận hội năm nay. Ngoài hai cầu thủ Swift và Regan, còn có các cầu thủ gốc Canada khác hiện chơi cho đội băng cầu quốc gia Nam Hàn là Brock Radensky of Kitchener, Ontario, Brian Young of Ennismore, Ontario, Alex Plante of Brandon, Manitoba và thủ môn Matt Dalton of Clinton, Ontario. Huấn luyện viên của đội băng cầu quốc gia Nam Hàn cũng là một người đến từ Canada, ông Jim Park sinh ở Nam Hàn nhưng lớn lên tại Canada. Thưa quý vị, một thị trấn ở Canada có thêm hàng loạt công ăn việc làm nhờ cần sa. Thị trấn Oates ở tỉnh bang Alberta nằm cách thành phố Calgary khoảng 90 cây số về hướng bắc, chỉ có 9.000 dân. Đây là một miền quê mà từ trước đến nay vẫn sống bằng nghề nông, với canola là thứ nông sản chính. Tuy nhiên, từ thời thế thay đổi, khi nền kỹ nghệ trồng cần sa trên đà phát triển, cùng với việc hợp thức hóa cần sa sẽ được thông qua vào tháng 7 năm nay. Theo ông Michael Majeska, thị trưởng của thị trấn Oates, thì sẽ có khoảng từ 1.000 cho đến 1.500 công ăn việc làm mới ở thị trấn trong những ngày sắp tới. Dân số của thị trấn này vì thế sẽ gia tăng cao trong những năm sắp đến. Hiện nay có hai công ty trồng cần sa có trụ sở ở thị trấn Oates, đó là Sendio Growers và Oates Softshells. Công ty trồng cần sa thứ ba dự trù sẽ thiết lập trụ sở ở thành phố này, đó là công ty Crescent Enterprise. Việc thủ lãnh Patrick Brown từ chức có thể là giúp ích cho đảng bảo thủ cấp tiến. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, ông Patrick Brown, thủ lãnh của đảng bảo thủ cấp tiến, đã từ chức vì những lời tố cáo bạo hành tình dục của hai người phụ nữ ẩn danh. Những lời tố cáo này đã được đài CTV phổ biến và khiến cho ông Patrick Brown, qua áp lực của các chức sắc đảng bảo thủ cấp tiến, phải từ chức. Đảng bảo thủ cấp tiến sẽ tổ chức bầu một thủ lãnh mới vào tháng 3 năm nay, chuẩn bị cho cuộc tranh tài với đảng cầm quyền tự do của tỉnh bang Ontario vào tháng 6. Hiện có 3 ứng cử viên ra tranh cử chức thủ lãnh đảng này, ông Doug Ford, anh của cố thị trưởng thành phố Toronto, Rob Ford, bà Christine Elliott, nguyên dân biểu tỉnh bang Ontario, bà luật sư Caroline Mulroney, con gái của cựu thủ tướng Brian Mulroney. Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý mới đây của tổ chức thăm dò dư luận, thì cử tri tỉnh bang Ontario đã biết nhiều hơn về 3 ứng cử viên so với những nhận biết về bà thủ hiến Kathleen Wynne. Trong 3 ứng cử viên, bà Christine Elliott là người được ủng hộ nhiều nhất. 46% những người được hỏi ý kiến bỏ phiếu cho bà Elliott so với 23% bỏ phiếu cho bà Andrea Allworth.
thủ lãnh của đảng Tân Dân Chủ, và 20% bỏ phiếu cho bà thủ hiến Kathleen Wynne của đảng cầm quyền tự do. Tỉnh bang New Brunswick cũng thiếu hụt bác sĩ. Thưa quý vị, theo tin của Hiệp hội Y sĩ của tỉnh bang New Brunswick, thì chính quyền tỉnh bang phải gia tăng những nỗ lực mời đón những bác sĩ đến tỉnh bang này nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt bác sĩ. Theo bác sĩ John Sy, chủ tịch của Hiệp hội Y sĩ tỉnh bang New Brunswick, thì quyết định tăng thêm 25 bác sĩ của chính quyền tỉnh bang là một bước đúng, nhưng chính quyền cũng cần có thêm nhiều nỗ lực để các bác sĩ sẽ chọn tỉnh bang New Brunswick là nơi hành nghề. Tỉnh bang New Brunswick cũng như phần lớn các tỉnh bang khác đang ở trong tình trạng thiếu hụt bác sĩ, nhất là các bác sĩ gia đình. Trong tháng 6 năm ngoái, chính quyền của tỉnh bang này đã đề ra những chính sách nhằm thu hút những bác sĩ trẻ mới ra trường đến tỉnh bang này lập nghiệp, bằng cách cổ võ cho cuộc sống hiền hòa và không đắt đỏ ở đây. Hiện nay, có khoảng 20.000 cư dân trong tỉnh bang New Brunswick vẫn chưa có bác sĩ gia đình. Thưa quý vị, một người đàn ông bị buộc tội giết mẹ. Tin từ Quebec, theo những tin tức loan báo hôm thứ Hai ngày 12 tháng 2, một người đàn ông 38 tuổi bị buộc tội giết mẹ ruột của ông ta. Theo Sở Cảnh sát thành phố Gatineau, tỉnh bang Quebec, 3 ngày trước khi có vụ giết người diễn ra, cảnh sát đã đến tư gia này trong thành phố để giải quyết một cuộc xung đột trong nội bộ gia đình. Nghi can là ông Dennis Junior Dampier, 38 tuổi, bị buộc tội giết bà mẹ là bà Claire Herbert, 58 tuổi. Theo những chứng nghiệm y khoa, thì bà Herbert đã chết vì những chấn thương trên đầu. Nguyên nhân của việc con giết mẹ vẫn đang trong vòng điều tra của nhà chức trách. Bản tin tiếp theo cho hay về một vụ nổ trong khu thương xá khiến cho 50 người phải di tản. Thưa quý vị, một vụ nổ đã diễn ra ở một khu thương xá trong thành phố Mississauga của tỉnh bang Ontario vào hôm Chủ nhật ngày 12 tháng 2 và đã làm cho 3 người bị thương. Các giới chức của an ninh đã cho di tản khoảng 50 người sống trong khu vực và những người này sẽ phải sống trong khách sạn nhiều ngày trong thời gian sở cứu hỏa và cảnh sát mở cuộc điều tra. Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa được gọi đến một khu thương xá gần đường Dundas và Ontario Street vào lúc 7 giờ rưỡi sáng vào hôm Chủ nhật. Khu vực này là một khu vực lẫn lộn giữa những cơ sở thương mại và những tư gia. Đây cũng là nơi có những tiệm buôn bán của những người Á Châu, kể cả những tiệm của những người Việt Nam. Theo những kết quả của cuộc điều tra sơ khởi, thì nguyên nhân của vụ nổ có thể là hệ thống ống dẫn khí đốt cho khu thương xá quá cũ và khí đốt đã bị xì ra và bén cháy. Thưa quý vị, các tuyển thủ Canada đoạt thêm 2 huy chương vàng. Trong cuộc tranh tài Thế vận hội Pyeongchang diễn ra trong ngày thứ Ba 13 tháng 2, Canada đoạt thêm 2 huy chương vàng và nâng tổng số huy chương lên đến 8 chiếc. Canada hiện đứng tại hàng thứ nhì về số huy chương sau Naui với 9 huy chương. Tuyển thủ Michael Kingsbury đã chiếm huy chương vàng về môn trượt tuyết tự do. Đây là huy chương vàng Thế vận hội đầu tiên của người lực sĩ này, nhưng Kingsbury đã vang danh trên thế giới với 6 lần liên tiếp đoạt cúp vô địch thế giới về môn trượt tuyết. Huy chương vàng thứ 3 mà Canada đoạt được là huy chương vàng môn mixed curling. Môn này là môn thể thao mới được đưa vào Thế vận hội. Mỗi đội tham dự gồm 2 tuyển thủ nam và nữ. Đội curling của Canada với 2 tuyển thủ là Caitlin Laws và John Morris đã hạ đội curling của Thụy Sĩ với tỷ số 13 để đoạt huy chương vàng. Bản tin tiếp theo cho hay về việc thu hồi 70.000 máy vi âm karaoke. Thưa quý vị, theo những tin tức vừa được đài CTV loan báo, thì công ty bách hóa Walmart Canada vừa cho lệnh thu hồi 70.000 máy karaoke microphones sau khi có một số những máy vi âm karaoke này phát nổ, ngay cả khi người dùng không sử dụng. Có ít ra là 3 trường hợp tương tự đã xảy ra ở Canada trong những ngày qua. Vào hôm thứ Sáu ngày 9 tháng 2, hãng sản xuất loại máy vi âm karaoke này đã thu hồi tất cả các máy tại các tiệm bán lẻ trên toàn Bắc Mỹ. Máy vi âm này có tên là Rock Solo Bluetooth Karaoke Microphone đã được công ty Zumi Electronics phát hành và được làm từ Trung Quốc, được bán trên toàn Canada qua các cửa tiệm của công ty bách hóa Walmart, cũng như là bán qua cửa tiệm bán lẻ online Amazon. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin Canada cùng với Tiện Hành và Hoài Sa. Sau một vài phần tin thương mại sẽ là những bản tin có liên quan đến Việt Nam và thế giới.